Liên minh vaccine toàn cầu Gavi và Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, tính đến ngày 8 tháng 4, đã có hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới được tiếp nhận vaccine ngừa COVID-19 thông qua cơ chế COVAX. Cơ chế COVAX bắt đầu cung cấp vaccine từ tháng 2 đến nay đã cung cấp được tổng cộng 38,4 triệu liều. Dựa trên dự báo về nguồn cung, COVAX dự kiến sẽ phân phối ít nhất 2 tỷ liều vaccine ngừa COVID-19 trong năm 2021. Số vaccine được cung cấp sẽ đến từ nhiều nguồn khác nhau thay vì chỉ dựa vào nguồn từ AstraZeneca và Pfizer and BioNTech như trước đây. Tình trạng thiếu thuốc Tocilumab chỉ là một trong những thách thức mà các bệnh viện tại Canada phải đối mặt khi các biến thể mới của virus SARS-CoV-2 lây nhanh hơn và nguy hiểm hơn so với các biến thể trước. Các bác sĩ ở Ontario, tỉnh đông dân nhất của Canada, được khuyến nghị sử dụng hạn chế thuốc chống viêm này, một trong hai loại thuốc được biết đến ở thời điểm hiện tại, giúp giảm tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân mắc COVID-19 ở thể nặng. Đây được xem là dấu hiệu cảnh báo rằng các tỉnh khác của Canada cũng sẽ gặp phải vấn đề tương tự nếu làn sóng lây nhiễm thứ ba của dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và quốc gia Bắc Mỹ này không có thêm nguồn cung thuốc thiết yếu điều trị COVID-19. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Canada hiện đã lên tới 1.033.000 người, trong đó có hơn 23.200 người đã tử vong.